xinh, ngoan, eo nhỏ. Hơi bị hút đấy, ừ. Mông thì lại cong như bò ngựa luôn. Lại cong như bò ngựa luôn. Đấy, mình lại rất thích người phụ nữ như thế. Thì em có một bạn gái ở Hải Phòng, và bạn này trên Hà Nội, bạn gái nữa ở trong Sài Gòn. Cùng một lúc em bắt cá ba tay luôn. Hải Phòng, Hà Nội với cả Hồ Chí Minh. Em là Lê Minh Khoa, em đến từ thành phố Hoa Phượng Đỏ. Năm rực trời hoa phượng đỏ. Ủa em giờ năm nay em nhiêu tuổi rồi? Em 39, em kinh doanh bất động sản. Rồi, xin mời em. Em chào chị Hồng Vân và chào anh Quốc Thuận. Em là Nguyễn Hằng, công việc của em là chuyên phân phối về mỹ phẩm và thực phẩm chăm sóc sức khỏe. Năm nay em 34 tuổi. Hằng là một cái gương mặt rất là thân quen và rất là hot ở trên Facebook đúng không? Rồi bây giờ chúng ta quay ngược thời gian lại đi. Kể cho anh Thuận cũng như là chương trình biết là cái cơ duyên nào mà hai vợ chồng gặp nhau. Em biết Hằng qua một cái bà chị ấy. Bà chị là chơi với ông anh. Thì Hằng là ở trên Hà Nội. Hằng cuối tuần thì hay ở trên Hà Nội về Hải Phòng chơi. Coi như bà chị chơi với ông anh của em. Thế là coi như đi đâu đi bốn người thì tự động thì phải yêu thôi. Nhưng mà đầu tiên em gặp anh này là em có cảm mến liền không? Tức là anh ấy giới thiệu anh bảo là anh có một thằng em giám đốc công ty đẹp trai lắm, nhưng mà thằng này nó lạnh lùng, nó vô cảm, nó không như anh em mình. Thế thì khi mà gặp thì em cũng thấy công nhận là lạnh lùng vô cảm thật. Được cái là đẹp trai, lúc nào cũng kiểu như không cần đàn bà ấy. Mình thì không ý định là quen hoặc là tán tỉnh với bạn ấy. Hằng ấy, nhưng mà gặp đầu tiên thì trông xinh, ngon, eo nhỏ. Hơi bị hút đấy, ừ. Mông thì lại cong như bò ngựa luôn. Lại cong như bò ngựa luôn. Mình lại rất thích người phụ nữ như thế. Thì em có một bạn gái ở Hải Phòng, và bạn này trên Hà Nội, bạn gái nữa ở trong Sài Gòn. Cùng một lúc em bắt cá ba tay luôn. Hải Phòng, Hà Nội với cả Hồ Chí Minh. Thế mà Hằng gặp ảnh là Hằng có thích liền không? Thực ra em gặp thì em nhìn em cũng thích xịn đẹp trai, nhưng mà em ghét cái kiểu là cái kiểu nói chung là mà coi như phớt lờ, đúng là em rất là ghét. Em thấy rằng là anh này anh đẹp trai thư sinh, ngày xưa kiểu gầy gầy ấy, xong rồi mắt nó ướt, tóc thì để rậm chứ không để như bây giờ. Thế nên là trông rất là đẹp trai, nhưng mà người ta rất là lạnh lùng. Tức là em mới gặp thì em không nghĩ là em yêu. Thì về anh này thì ngày nào anh cũng nhắn tin. Anh nhắn tin liền tù thì bẵng đi tầm một tuần không nhắn tin nữa. Thì chiêu đúng không? Đúng rồi. Cái này là chiêu của mấy ông đàn ông á. Lúc đấy thì em cũng rất là nhiều các anh cưa, chứ không phải là không có. Không anh nào là ngày nào cũng cứ tầm mấy giờ sáng là nhắn tin em ăn sáng chưa hay em đang làm gì đấy. Tóm lại là trời lạnh nhớ mặc áo ấm nha. Rồi tới buổi trưa em ăn trưa chưa? Nhớ đừng có để bị đói bụng nghe chưa? Rồi buổi tối nhắn nữa, nhắn hoài luôn. Tạo một cái thói quen á. Xong đến khi ngưng lại một cái là em khó chịu đúng không? Đúng rồi. Rồi sao nè? Rồi sau đó em làm sao? Thế là em ấy nhắn 7 ngày anh ấy không nhắn tin, em nhắn tin lại. Thì anh ấy tức là lúc ấy thì nghĩ gì anh? Lúc anh ấy nghĩ gì? Nghĩ là cá đã cắn câu rồi. Nhắn tin cho bạn là bạn trả lời lại được thì nghĩa là bạn ok, là bạn đã có dành tình cảm cho mình. Thì cũng đấy là một cái niềm vui cho mình, còn không thì thôi không sao. Tại vì mình cũng có hai bạn gái rồi. May mà không nhắn nhầm nữa. Thế con nhắn bên Hải Phòng, nhắn bên Thành phố Hồ Chí Minh mà nhắn gọi nhầm, nhầm thì có mà chết. Em có nghĩ rằng là bạn này là bên ngoài cũng có nhiều cô không? Sau này khi là yêu nhau rồi thì bắt đầu mới phát hiện ra là anh này có mấy người yêu liền. Đó. Là bao lâu thì hai bạn mới chính thức là quen nhau? 6 tháng. Anh quen thì anh cứ suốt ngày anh cứ thả tin nhắn như thế thôi. Xong lúc nào anh rảnh anh chơi cái kiểu này, anh cứ nhắn tin cho em, anh hỏi là em đang ở đâu đấy, em đang ở nhà, thế em mặc cho anh cái máy sấy ở nhà xem nào. Nhắn tin là anh đang đi làm, anh thế này anh này kia các thứ, xong rồi cứ hỏi em đang ở đâu. Và em đang ở nhà thì em làm này kia, xong thì anh ở Hải Phòng mà đùng phát anh bấm chuông dưới cửa anh mà anh đang ở dưới nhà này. Có những hôm em đang ở nhà với cả bạn em thì em bảo em đang ở mình, thế anh ấy bấm chuông cửa dưới, may mấy đứa con gái hay con trai chết. Anh kiểm tra đột xuất. Anh này anh ấy rất là hiểm nhá, hay kiểm tra đột xuất. Có nghiệp vụ của cảnh sát hình sự á, chiêu vào ổng mà đấy. Tức là 6 tháng sau tụi em chính thức quen nhau thì đến bao lâu thì em phát hiện là ảnh có những người con gái khác? Bắt đầu phát hiện là như này, cái hôm đấy thì cô tự dưng cô bảo với anh là anh đã nhìn ở trên Facebook em nhảy cang năm sai chưa, thì mặc dù em không hề biết Facebook của anh này, phụ nữ mà giác quan thứ 6 ngay. Thế em bảo là ô tại sao không cho mình biết Facebook? Lúc ấy cô ấy ăn mực, thế cô bảo là chị ấy chị rất là đi vệ sinh mới. Thế là lúc là em rất
cô đi vệ sinh nhá, nhìn mặt anh này lấm lép, không hiểu là sẽ hỏi cái chuyện gì đấy. Thế xong em thì em cũng không hỏi chuyện gì cả. Em hỏi là anh có Facebook mà tại sao không cho em biết. Thế là anh bảo chưa, thì miếu cũ của anh ngày trước ấy, như là anh cũng không tức là anh không muốn cho em biết ấy. Nhưng mà em tìm quá trời, em tìm mấy ngày mới ra Facebook của anh này. Thấy ra Facebook là như này, tức là ngày xưa anh ở một mình thì ở nhà anh ấy có một cái bức tranh ông thần tài theo tay. Thế thì em mới tìm Facebook của anh này, em tìm ra rồi, nhưng em tìm tất cả danh sách bạn bè và em tìm hết ảnh, nó không có một ai nghi ngờ cả. Nhưng em tìm hết cái danh sách các cô gái em vào xem Facebook thì có một cô, thì cô ấy lại có là ghi là tác phẩm đầu tay, lại là cái ông thần tài mà theo ấy, theo nhà anh này. Em mới tìm ra là nhà cô ở chỗ này, cô này cô bán cái này cái kia này, em tìm ra hết, xong cô còn có mụn ruồi ở đây. Và ngày xưa là anh này, anh ấy có một cái xe đạp điện bò điên, thì là ở cái xe đạp điện bò điên ấy thì nó lại có một cái con rùa, chìa khóa con rùa. Thế em nhìn một phát em nghi ngờ mà, tại sao mà đàn ông mà lại có cái chìa khóa con rùa này? Suy luận. Em suy luận, thế là em theo dõi, em ngầm theo dõi cái Facebook cô đấy. Hai hôm trước em vừa xuống Hải Phòng chơi xong, thì hai hôm sau em thấy cô đăng lên Facebook là cô ấy đi cái xe đạp điện đấy. Thế là chụp cái ảnh cái xe đạp điện đi, cũng có cái chìa khóa con rùa đấy. Thì bảo thôi chết rồi, ông này là bắt cá, ông này vẫn còn quan hệ với cái cô bé đấy. Em xuống đấy em bắt đầu chơi chiêu, chụp ảnh á. Tất cả cái góc nhà của anh này toàn là lao giường ngủ này, lao là bể cá hay lao là salon. Em bắt phải chụp với em, tức là coi như là kiểu như là đấy là một cái chuyện vô tình, nhưng nó là một cái gọi là không thể lỡ được. Bắt đầu đăng lên Facebook luôn, thế là mặt biến sắc luôn. Anh chưa muốn công khai, mấy cả người yêu anh vừa bỏ thì tự dưng đăng này nó không hay. Thế em bảo là, thế em là cái gì của anh? Nếu mà anh còn tình cảm với người ta, anh đừng đến với em nữa. Còn em yêu em mà muốn công khai. Thế là em bắt phải đăng lên, xong bắt đầu là, ôi cái cô đấy mới lồng lên nhá. Em bắt anh phải lựa chọn giữa em và cô gái đó. Còn nếu như anh cảm thấy anh mà có tình cảm với cô gái đấy thì không, đừng tiến đến với em. Lý do gì mà em lại chọn cô này bỏ cô kia? Cái sự chính chắn trong suy nghĩ là vẫn rất là đảm đang, lâu lướng mọi thứ, lựa chọn một cái rất là ok. Thì em nghĩ là nếu như mà em chọn một người này là mà lấy làm vợ thì em nghĩ là cuộc sống của em nó sẽ thay đổi. 6 tháng là chính thức quen nhau, bắt đầu yêu nhau tầm 3 tháng thì em chờ 3 em tháng à? Dạ. Thì có bầu thì anh này thì anh không chịu cưới. Thì vì lúc đấy thì làm ăn khó khăn đấy, tức là trước đấy thì anh này thì có nhà có xe có công việc. Nhưng mà khi mà bắt đầu gọi là yêu nhau thì bắt đầu anh ấy không có cái gì cả. Em ngày trước em chuyên về làm về spa, về thẩm mỹ viện, về chuyên về tắm trắng. Thì cái đấy thì khi em có bầu thì em không làm được cái việc đấy. Em lại không càng làm khó được khăn nữa. Đó, thì anh bảo với em là bao giờ có tiền thì cưới em về. Đó, thế nên là em thì em không đồng ý. Em bảo với anh là bây giờ bố mẹ em sinh em ra, nuôi em bao nhiêu năm, mấy chục năm. Bây giờ anh muốn cưới em thì anh phải bảo người lớn nhà anh mang chầu cao đến hỏi em đàng hoàng. Kể cả là không đám cưới rình rang cũng được, nhưng mà cũng phải là có chầu cao đến hỏi bố mẹ em. Sau đó thì hai đứa là vẫn đám cưới, một đó. Có một cái đám cưới rất là ok đúng không? Có đám cưới. Nay là bao nhiêu năm rồi? Nay là 10 năm rồi ạ. Rồi giờ em mấy đứa rồi? Em ba. Ba đứa? Dạ. Chúc mừng nghe. Ba đứa mà phọt đẹp thế. Khi mà hai vợ chồng lấy nhau thì rất là khó khăn. Cái cuộc sống tức là nó khó khăn vô cùng luôn. Anh này làm cái gì thì cũng là bị lừa. Xong rồi làm cái gì, một là bị lừa, hai nữa là người ta không trả tiền. Cách đây 10 năm mà trong nhà có khi còn chẳng có một cái đồng nào luôn chị ạ. Nhà thì đi thuê. Vợ chồng em mức độ mà ăn cái cơm trắng rang nhiều quá. Mà em ngán quá mà em lấy 2.000 ở trên ban thần tài ấy, đi mua dưa để rang ăn cho nó đỡ ngán. Tức là cái thời gian đấy em rất là nhớ, tức là khó khăn vô cùng. Thì em kiểu như không muốn cho mẹ em biết ấy. Tức là cái cuộc sống lúc đấy rất là khó khăn ấy. Hai vợ chồng rất là khó khăn nhưng không bao giờ cãi nhau. Và lúc đấy có duy nhất một cái xe đạp điện mà em nhớ là em chửa to như thế này thì chồng em thì cái yên nó bé như này thì chồng kiểu như không ngồi được ấy. Bụng nó to quá thì là em phải ngồi ở cái đầu của ngồi nó rất là khổ. Cái thời kỳ khó khăn như vậy để thấy là bây giờ tụi em đã vượt qua
cái thời điểm đó một cách quá là ngoạn mục, đúng không? Thành ra mới kết luận lại á, là anh chị chọn nhau như vậy là quá đúng rồi. Trong ba người phụ nữ mà em bắt cá đó thì em chọn đúng con cá mà cá vàng á, đúng không? Đó, để rồi bây giờ hai đứa hạnh phúc như thế này mười mấy năm rồi, đúng không? Gọi là chúc mừng hai người đã. Chúc mừng xong rồi thì vẫn phải hỏi là khi mà lấy nhau á, thì bắt đầu lúc cái thời điểm đó có lòi ra tật xấu gì không? Cái tật xấu thì là cái tật xấu nó cũng kỳ lạ. Em chưa yêu ai mà có cái tật xấu đấy à? Lúc nào cũng phải sờ người em, tay lên kiểu như là lúc nào thích phải sờ bụng. Ngủ lúc nào phải đặt tay bụng đấy. Nó dễ thương chịu mà. Đây là thói quen của em. Đâu cái đó dễ thương mà. Yêu mà. Có ghiền shopping không? Ôi trời, nghiện nặng luôn. Đấy, nghiện nặng con nghiện đúng không? Em thì có khoảng độ một tủ này thôi, nhưng bạn phải bốn tủ. Đấy, tôi nhìn là tôi cũng hình dung ra rồi. Chú chú không khai tôi cũng đoán ra rồi. Có nguyên một cái tầng luôn. Nguyên một cái tầng là chứa quần áo của anh. Quần áo là có đóng hẳn những cái ngăn tủ để trang sức, rồi đồng hồ, kính mắt, giày. Có những cái bộ nào mà mua mà chưa mặc luôn không? Có nhiều á. Vẫn còn mang. Con nghiện shopping là ai cũng bị cái tật đó. Có nghĩa là mình mua nhiều quá mình không nhớ là mình mua cái gì rồi. Phụ nữ là vậy mà. Khoa có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Chắc là em cũng không cần vợ em cứ thay đổi được. Cứ như thế. Cứ như thế và thay đổi cái là mình lên nhẹ nhàng lên lãi với các con thế là được. Nhẹ nhàng với các con chút. Với bớt shopping lại em ơi. Chị nói thiệt với em á, gặp chị mà là em á là chị mong muốn thay đổi ngay cái việc đó. Uổng tiền lắm. Thiệt á, có nhiều khi mình mua những cái đồ mình không xài tới phí lắm. Nhà chị bị nên chị giờ gặp ai chị cũng khuyên lắm. Rồi bây giờ tới em nè. Đã, bạn ấy có những tật xấu gì? Cái tật xấu ấy là chưa tìm cái đồ gì đã gào lên rồi. Tại vì là anh ấy là một cái người mà kỹ tính, sạch sẽ, kỹ tính và cầu toàn ấy, cái gì cũng phải hoàn hảo. Tức là có một cái tính là nếu như mà cái gì không đúng ý của mình ấy, hay kiểu bực mình ấy, cáu đấy, bực mình cáu lên xong bắt đầu là tìm cái gì mà đồ gì mà chưa tìm thấy là bắt đầu đâu có anh ấy, đâu có cái thứ kia. Nhưng chỉ lanh quanh ở đấy thôi. Đấy. Rồi. Cứ bắt đầu mỗi lần gào lên một phát là cả nhà, cả bố, cả mẹ, cả các con, cả ấy là rúm hết cả người vào. Rồi, không hiểu bố lại đấy. Một tật xấu đầu tiên là hay gào. Rồi đó. Nhưng mà nè, có hay trưng diện đồ hay là mua sắm giống như em không? Có trưng diện nha. Chị nhìn thấy là chị thấy trưng diện nha. Đúng lắm luôn hả? Đây nè, đó em nhìn cái áo với lại cái đôi giày đi. Đó, đó em thấy. Đó. Đó. Một logo đó. Anh ấy điệu lắm. Anh ấy sạch sẽ. Tức là cái đồ của anh cái gì nó phải vào cái đấy. Và quần áo là phải giặt bằng tay. Là cái gì nó cũng phải sạch như ly như lau ấy. Tức em là ghiền mua sắm nè, cũng tốn tiền nha. Còn ảnh có tốn tiền với quần áo, với đồ hiệu, đồ hiếc hay không? Cũng có tốn nhưng mà cũng... Quần áo của em thì lúc nào nó hơi bẩn đi thì em mang ra tiệm giặt. Còn không em giặt bằng có cái máy giặt. Nó cao cao này, mua được 80 triệu. Wow. Đó, đúng rồi. Hai chồng cũng đồng lòng đồng thủ để mà tiêu tiền quá đi. Dạ vâng, nhưng mà mình đồng lòng thủ thì mình lại phải đồng sức để mình kiếm tiền đó. Đấy, để mình phục vụ cho những cái sở thích của mình. Đúng vậy. Đó. Bây giờ là mong muốn chồng thay đổi gì? Mong muốn chồng thay đổi thì là cũng chả mong muốn thay đổi gì cả. Thực ra là bây giờ tụi em đã sống với nhau một thập kỷ rồi, cũng hiểu hết đường tơ kẻ tóc của nhau hết rồi. Vấn đề là bây giờ ai cũng giỏi hết, chồng giỏi, vợ giỏi. Tụi em càng giỏi thì tụi em sẽ càng nhiều áp lực. Và bây giờ vấn đề tụi em phải vượt lên chính mình bằng cách là giỏi hơn nữa, bằng cách là mình đừng tạo áp lực cho con cái mình, cho gia đình mình, cho vợ chồng mình, tức là vợ mình hoặc chồng mình. Cái đó là mới bền. Và rõ ràng là trời sinh ra hai bạn là một cặp. Và để có được hạnh phúc này, đó là sự lựa chọn của cả hai. Đúng rồi. Hạnh phúc là lựa chọn. Xin cảm ơn. Nói chung là em không nhớ trong lớp là có bạn này luôn. Nói chung là em không nhớ trong lớp là có bạn này luôn. Thì em mới đi khám sức khỏe tổng quát thì lúc đó là sức khỏe em cũng không tốt lắm. Một lý do rất là vớ vẩn đó là do em không có người yêu. Âm dương không hòa hả? Thì lúc đó em giới thiệu về mình. Em tên là Võ Văn Ký, em năm nay là 33 tuổi. Em là một nhân viên văn phòng và ngành của em là em làm về xuất nhập khẩu. Em ở Huế đâu? Dạ, em quê ở Thừa Thiên Huế. Dạ. Nghe cái dòng như rửa mà còn hỏi quê ở bố. Rồi, còn em. Dạ, chào tất cả các anh chị khán giả và chị Hồng Vân, anh Quốc Phận. Em là Bảo Khánh, hiện tại đang công tác ở Hồ Chí Minh được 2 năm rồi ạ. Em làm ở vị trí trưởng phòng kinh doanh của một công ty tài chính bảo hiểm.
Dạ. Như Khánh năm nay nhiêu tuổi? Dạ em và chồng em bằng tuổi là 33 tuổi. 33 tuổi. Ừ. Dạ. Chà, như vậy là chắc có lẽ là hai đứa là quen nhau từ thời thanh mai trúc mã đúng không? Đúng, kiểu là thanh xuân vương trường là chị. Gần nửa đời người quen biết nhau hả chị? Lúc đó là tụi em học chung với nhau là từ lớp mấy? Dạ từ năm 1 đại học. Năm 1 đại học ạ. Nếu mà tính mốc thời gian á sẽ là 7 năm biết nhau. 7 năm biết nhau. Dùng từ biết nhau nha, không quen nhau, biết thôi. Rồi biết. Rồi 7 ngày yêu nhau. Rồi 7 năm hiện tại là 7 năm là kết hôn và sống chung với nhau rồi đó. Là 14 năm rồi, hơn 10 kỵ rồi. Dạ. Bây giờ là 4 năm các em là học chung với nhau ở trường đại học. Dạ. Và trong khoảng thời gian đó em có để ý và em có ấn tượng gì cô này không, và cơ duyên đó với cô hay không? Lần đầu tiên em gặp thì thời xưa thì tụi em mới được em đầu đại học thì em vào cùng học với nhau, thì nhập học xong hai đứa bắt đầu những đi học những ngày đầu tiên thì làm thôi. Khi những cái tháng đầu thì bạn này rất là cá tính, một bạn nữ mà cực kỳ cá tính, cực kỳ men. Mà em thì thuộc dạng em rất là thích những người có cá tính, cho vậy em lại để vô mặt em liền à? Ý liền, em để ý liền, để đúng ý không? Liền. Để ý liền. Cộng thêm một cái nữa là hiện tại do em là ở quê lên mà, do vậy em cũng là mối quan hệ ở trên thành phố thì em cũng là rất là hạn chế, không có, hầu như gọi là không có. Nhưng mà với em thì là một con người cực kỳ cởi mở và bạn rất là tốt tình với những cái con người mới đến từ phương xa, những người lạ lẫm. Do vậy đó là một cái điểm thứ hai mà em cảm thấy rất là thích nữa. Nghĩa là em ấn tượng về Khánh. Dạ. Còn dạ, đúng rồi. Thì sao? Nói chung là em không nhớ trong lớp là có bạn này luôn. Nói chung là em không nhớ trong lớp là có bạn này luôn. Nghĩa là cái bản tính của Khánh là cái người mà cởi mở hòa đồng với tất cả các bạn trong lớp, giúp đỡ tất cả mọi người. Nói chung là nếu mà để làm bạn thì em rất là dễ làm bạn, nhưng mà để thân thì rất là khó để thân được với em. Đúng em rồi. Đối với Khánh là thầm. Dạ chị không vâng đúng rồi. Âm thầm theo dõi, cứ âm thầm để ý, rồi âm thầm lo lắng đúng không? Dạ đúng. Thì đến bao lâu thì Khánh mới biết là có một người đàn ông thầm với mình? Tầm khoảng năm 2 đại học á, thì mấy lần mà em đi ăn trưa với bạn bè, xong rồi đến lúc mà em trả tiền thì có cái cô bạn quán của bảo là có người trả cho em rồi. Nhiều lần liên tục như vậy á, thì nhóm bạn của em nó kiểu là nó rất là khó chịu, kiểu là trong nhóm mày là đứa xấu nhất mà vì sao mày lại được có người trả tiền như vậy, trong khi tụi tao thì không có được trả. Xong rồi tụi em nhiều lần theo dõi thì mấy đứa bạn em nữa kỹ rồi xong rồi sao biệt kỹ người ta hỏi rồi. Nhưng mà lúc đó trong lòng em có thích ai không? Không, nói chung là bạn này là mối tình đầu của em rồi chị. Nghĩa là em dành cả thanh xuân chỉ để biết học. Một người đàn ông tinh ký thôi. Không, em dành cả thanh xuân chỉ để học, đi làm việc, rồi em lại đi học tiếp, rồi em lại đi du lịch. Nói chung là cả em là một mẫu người phụ nữ rất là vui vẻ và độc lập với tài chính và rất là hạnh phúc với chị. Và bao lâu thì em mới tỏ tình với cậu? Về tỏ tình á, tỏ tình đi chắc bọn em có một cái khoảng thời gian dài khi tụi em tốt nghiệp xong. Ra khỏi trường. Nhưng là suốt cái quá trình học đại học là dạ vẫn chưa. Em rất là nhu nhát, cũng không dám là tỏ tình như thế nào, mặc dù mình để ý bạn rồi đó, mình thích bạn, cả tình bạn cũng là mình thích, rất là để thích luôn. Nhưng mà mình cũng không tỏ tình. Em dành cả thanh xuân của em để mà em âm thầm với bạn này. Dạ đúng. Đúng không? Dạ. Em mà đăng Facebook cái gì á, chị bảo là hôm nay nếu mà chơi đẹp như thế này, đi ăn lẩu dê thì tuyệt vời lắm. Thế là 2 giây sau thôi, thầy nhắn tin Skype, Khánh ơi chiều nay bận gì không? Đi ăn lẩu dê về kỹ nha, hoặc là đi ăn cam về kỹ nha. Thì đúng là bạn sẽ là theo sát hết tất cả những cái gì em đăng lên Facebook luôn á. Biết hết, nhưng mà tại vì cô này cũng không có thích vướng một cái chuyện yêu đương. Đó, vấn đề là như thế. Đó. Đúng không? Rồi bao lâu nè? Dạ. Thì sau khi đại học bao lâu thì mới tỏ tình với con? Nãy chúng em vẫn chưa một lần tỏ tình. Trời em nhục lắm mọi người. Vừa em chỉnh là người tỏ tình em trước. Tỏ tình hồi nào anh nhầm đây? Không, gọi là tín hiệu, gần như gọi là bậc tín hiệu luôn á. Đèn xanh. Dạ đúng rồi. Như thế nào, bậc như thế nào? Lúc đó là đã học xong rồi, đi làm rồi. Đi làm rồi. Đúng dạ. Không? Có dạ. Nghĩa là hết 7 năm rồi. Dạ vâng. Dạ. Đúng không? 7 đúng. Năm em 4 năm ra trường, 3 năm đi làm đấy. Dạ. Rồi, vậy thì đó em kể tiếp cho chị ấn nghe. Ấn tượng của em là gọi là khi mà gọi là giống như kiểu là bức đèn xanh á mà mình tiện tới luôn á. Thì gọi là đến là một buổi ở nhà thờ Đức Bà. Thì lúc đó mình đi qua đường thì lúc đó bà mới cầm tay em, vì thường thường em cũng không có cầm. Mà bà là người cầm tay em trước. Đó. Do vậy lúc đó em mới biết được rằng hình như bạn cũng đã thích mình rồi. Thì sau rất là nhiều năm mà em quan sát cái cách mà bạn ấm thầm lặng lẽ bên cạnh đời mình như vậy á. 7 năm. Dạ 7 năm. Khi có một sự kiện là năm 2013, 20 tháng 10 2013 thì em bị cướp á. Lúc đó trong cục xe em rất là nhiều tiền vì em là giữ tiền của công ty mà, 700 triệu lận á. Vì thêm là mấy bộ chứng từ hàng hóa của em là giá trị rất là cao.
Nhưng mà em lại rất là ly, em ly đo lấy ốm cái xe lại, cho người ta cướp xe chỉ lấy được cái túi sách nhỏ nhỏ, lấy được mấy triệu thôi. Mà thực sự là khi mà em biết là họ đe theo em cướp thì chứng tỏ là theo dõi em từ ngân hàng đi ra rồi. Thì sau đó về sau là em rất là sợ để đi một mình. Thì sợ mà đi một mình như vậy thì em luôn luôn có bạn này là đưa đón em về nhà. Thì cái khoảng thời gian đó là bạn bắt đầu tiếp xúc với em nhiều hơn ấy. Thì đến đầu năm 2014 thì em chuẩn bị cho một chuyến đi xa là đi hành hương ở Ấn Độ. Thì em mới đi khám sức khỏe tổng quát, thì lúc đó là sức khỏe em cũng không tốt lắm. Một lý do rất là vớ vẩn đó là do em không có người yêu. Âm dương không hòa hả? Thì lúc đó thì cơ thể em nọ, cái nội tiết tố nó không cân bằng thì sẽ gây ra một vài vấn đề nó rắc rối nhỏ nhỏ ấy. Thì bác sĩ em cũng theo dõi một thời gian thì bác sĩ bảo là Khánh ơi, anh hỏi thật là em có người yêu chưa? Thì giải quyết vấn đề đó thì phải có người yêu, bảo không em chưa yêu ai, thì em còn độc thân anh. Xong rồi ông bác sĩ bảo là thôi anh nghĩ là em nên lập gia đình, có con và cho con bú đi, thì cái vấn đề của em sẽ được giải quyết rất là nhanh. Nhưng lúc cái cơ thể em lúc đó như thế nào, em mệt mỏi em không? Em chỉ là bị rối loạn nội tiết tố, thì cơ thể em sẽ có một vài cái u nang mở nhỏ kiểu như vậy thôi. Đó là cái vấn đề bình thường của phụ nữ. Thì lúc đó thì em cũng nghĩ đi nghĩ lại thôi, mình đã đến tuổi buộc mình phải quên cái chuyện chủ nghĩa độc thân của mình rồi đó. Thì em cũng kiểu là em mở lòng ra một chút xíu về những người mà xung quanh em. Rồi có không, bây giờ mình kể vô cái câu chuyện mà cái tình cảm lần đầu tiên mà đi chơi riêng với nhau mà kỳ có cái va chạm đó. Có cái va chạm với thì cùng giống như bạn ấy kể đó là hôm đó là tụi em đi ra nhà thờ Đức Bà chơi. Lúc mà tụi em đi qua đường á thì em thấy ở hôm nay cũng là ngày đẹp trời để mình về bàn này tiện tới một cái điều gì đó. Rồi em cầm tay bạn này em qua đường, có nghĩa là đang đi qua đường thì em giả vờ như mình yếu đuối mong manh dễ vờ sờ xe tông nhà hàng, cầm tay bạn này đi qua đường luôn. Thì bạn này thấy cũng phản ứng lại, bảo rồi biết rồi đã. Rồi ok. Xong rồi em đi uống trà sữa ở chỗ nhà lớn nhỉ. Đúng rồi. Xong rồi là tụi em đi ba. Vào trong ba thì lúc đó mới ôm, mới hôn một cái nữa mà thôi. Mới lúc đó là mới chỉ có một cái nữa mà thôi, nhưng mà nói chung là lúc đó cũng có một xí gì đó rồi, mình cũng manh giang. Em là cái lần đầu tiên em hôn mà. Sợ bạn đôi lúc sợ bạn đánh mình luôn. Người mình hôn giờ được rồi. Đã mà quay để yên là trướng chấn á, không phải cứng đơ à. Cái người mà đầu tiên mà ôm mộ lắm em. Dạ. Kể sao lại vậy đó, con mũi cắn không dám đập mà. Em kể dù nè, sao chắc chỉ xìu luôn á. Lúc đó là em đi ba thì ăn mặc đi ba thì phải nọ phải sexy một chút xíu với ông Quân. Rất là ngạn ngạo là phải mặc lưỡi ren này kia cái nọ vậy đó. Thì có rất là nhiều người đi ngang họ đùng vào chân em á, thì em rất là khó chịu, tại vì em có cái phản ứng với người là rất là cao. Thế là bạn này bằng thấy vậy, bằng là thôi để kỹ đừng được mặt khảnh nhé. Được mặt khảnh, nhưng mà đi pa pop thì phải xem nhạc mà. Thì em phải rượng cái cổ lên, em kế vô cái vái của bạn á. Trời ơi, chàng nó sướng quá. Đúng rồi, quá sướng luôn. Ngay lập tức lại hai cái tay của em quàng có bụng về nè nè. Xong á, sau về em nghe những lần gọi là vài tháng sau bạn mới kể cho em biết là lúc đó bung te lắm luôn, muốn đi toilet lắm luôn. Nhưng mà thật sự là sợ đi vào toilet xong đi ra lại là không có được ôm nữa. Bao lâu chịu đựng bao lâu? 2 tiếng rưỡi nha. Trời ơi em ơi đau thận thiệt luôn á. Em nói chị nè, cái đó là đau thận chứ không thể nào để cho đau tim. Em nói nãy là có 7 ngày yêu. Dạ đúng. Tại sao lại là 7 ngày yêu? Xong thì kể từ hôm đó đến tầm khoảng 7 ngày sau á thì bạn này cầu hôn em cũng ở ngay nhà thờ Đức Bà luôn. Thì cầu hôn em ngay đó thôi. Đúng rồi, thì em mới nói ủa 7 ngày còn nhắn quá. Bạn này bảo là kỳ đời Khánh 7 năm rồi mà. Nhưng bây giờ 7 ngày là cũng gọi là quá lâu về kỳ chứ không phải là với Khánh. Nhưng mà thực ra lúc đó em mới 7 ngày thì em thấy cũng nhắn quá. Nhắn thực sự. Tụi em có duyên với số 7 quá ha. Dạ đúng rồi. Bạn này là bằng biệt quá rõ với em, nhưng thực ra em thì không biết gì về gia đình bạn hết á. Nên thành ra khi về quê thì em cũng muốn biết là gia đình bạn như thế nào. Thì lúc đó thì em muốn gặp mặt bố mẹ bạn một chút xíu, thì em hỏi bạn này có được không. Bạn nói được. Nhưng mà bên nhà này thì lại hiểu nhầm á chị. Mày gọi điện thoại cho bố mẹ em xin phép được làm lễ đặt trầu. Kiểu là dạng như là cưới vợ và cưới liên tay á chị. Mà chị cứ tưởng tượng là cách nhau còn mấy ngày thôi á. Mà lúc em ở Huế. Dạ vâng, em về Huế để chứ. Sài Gòn. Dạ vâng, đúng một cái ngày thứ bảy là em được làm lễ đặt trầu. Tuyệt vời, mình có chồng. Sau đó bạn này sẽ phải Skype ở trên thì mặc kèo sơ mi rất là đăng hoa, ở dưới mặt con ta lõng. Ngồi nhìn đầm cưới ngồi vậy á, kiểu là kính thưa hai quan viên hai họ, đây là chồng của tôi. Chồng của tôi ở trên Skype. Rồi sau buổi đó cho đến lúc mà tụi em đám cưới á, dạ. Cách nhau bao lâu?
Dạ, phải mùng 8 tháng 3 năm 2015 thì cách nhau tầm khoảng hơn 9 tháng á. 9 tháng. Thì coi như một năm đám hỏi đó. Dạ. Là là khi về lại Sài Gòn là tụi em có sống chung với nhau chưa? Dạ rồi, tụi em ở chung với nhau luôn. Rồi sau đó thì em nổi hứng lên, em nghe lời bác sĩ thì em bảo là tính có con. Nhưng mà chồng em thì mong muốn là tổ chức đám cưới giống như bao người bình thường khác. Nhưng mà công việc của em và công việc của bạn này đều thật sự là bận rộn. Tụi em là chủ nghiền người nghiền công việc á, ai cũng bận hết. Thế sau em bảo thôi kệ, có bầu trước đi, rồi cưới khi nào rảnh thì cưới. Em đưa ra quyết định rất là nhanh, em gọi hỏi cho mẹ bây giờ con muốn có bầu đó, mẹ thấy sao? Mẹ em bảo ờ thế làm đám cưới đâu đó có bầu chứ, làm gì mà gấp vậy, mà thôi kệ có bầu đi, cũng già rồi mà 25-26 tuổi rồi, có bầu đi để 27-28 tuổi đẻ con là vừa đẹp mẹ. Rồi đóng một nhà, gọi thôi mẹ em đồng ý, xong chuyển qua nhà thứ hai, gọi mẹ chồng, mẹ nghĩ sao nếu mà con có bầu trước hả mẹ? Mẹ chồng em bị đựng hình 7 giây. Xong rồi ừ thì tụi bé có con trước thì mẹ mừng hết nữa chứ có gì mà lo. Thật ra là hai đứa em là bạn bè nên thành ra cái cách yêu của tụi em nó khác biệt lắm. Nó giống như hai đứa bạn để đi chơi với nhau, hay là cuộc sống của tụi em hiện tại vậy. Nó giống như hai người bạn thân thiết với nhau. Thế nghe họ kể như vậy chắc có lẽ là trong cuộc sống đâu có tật xấu gì rồi. Chắc không có tật xấu gì đâu ha. Dạ, sáng nay trước khi đi á, mẹ em dặn nhé, kỹ con đừng lên truyền hình mà nói là con Khánh nó dữ lắm nha con. Nói chung là con nên kể tốt với vợ con một chút xíu, đừng làm mất mặt vợ con. Là mẹ thôi, vậy là chưa gì đã nhầm rồi, chưa gì đã nhầm người ta rồi. Em thì nghĩ là lừa đầu thì cũng phải có hạt sâu, đúng không? Phải có. Chắc chắn. Em kể. Em đúng rồi. Em ấy là em thấy rằng vợ em những cái tật xấu vợ giống như vợ em không? Là đi tắm không bao giờ mà chuẩn bị áo quần. Khi nào anh ơi lấy áo quần cho em. Rồi, lúc đó em đang làm việc thì em là rất là bực nha. Lần nào cũng vậy hết luôn. Dạ, yeah. Rất là xưa giờ luôn. Hầu như không bao giờ đi tắm mà lại áo quần được cái đó. Nó có cho là tật xấu không ta? Vấn đề là thế này nè. Ở nhà là chồng em là người xếp áo quần cho em, giặt áo quần cho em, xếp đặt, nói chung là tất cả mọi thứ là cho em lo hết. Thì đến khi lấy áo quần thì em đâu biết là lấy áo quần ở đâu đâu. Thì mình cứ đi tắm thôi. Thôi vậy là cái này tật xấu. Không, cái này là tật xấu. Khi chốc nữa đi tắm là sẽ có người lấy cho mình. Nhờ nói ra mình mới xác định luôn là tật xấu. Có chịu làm việc nhà không? Không, việc nhà của em ra hiểm lắm. Em thực sự cái đó em định nói đến là điều thứ hai đó. Không thích làm việc nhà hay đúng là lười làm việc nhà? Không thích làm việc nhà thì đúng hơn. Lười. Mà vợ em nhiều đã làm thì làm rất tốt. Mà hầu như gọi là không thích. Mà là không thích. Dạ đúng rồi. Nó thế này, em là gái Huế mà, nên thành ra là em được bố mẹ em giáo dục rất không là cẩn thận về công dung ngôn hạnh, tất cả mọi thứ em đều làm được. Em có thể làm thơ, em có thể chơi đàn, em cũng có thể nấu ăn, em có thể làm tất cả mọi thứ. Ví dụ như về nhà chồng em bảo là hôm nay nấu cùng em có thể nấu một sắc một cái là nấu được bao nhiêu mâm ấy. Nói chung đây cũng là một trong những cái giáo kèo đầu tiên. Khoan, đừng có biện hộ, làm sao là cái thời điểm của người ta. Điều thứ ba là thực sự gọi là tiêu xài, hay là đi shopping á, mua quá nhiều, hoang phí đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà vấn đề là bạn mua thì bạn có xài không, hay là bạn mua xong rồi nhiều khi bạn quên xài luôn? Dạ, mua là quên xài rất là nhiều. Và nên nhà em thì giống là nhà em bây giờ nó, nếu mà đặc biệt là mỹ phẩm là có thể là để hết đát luôn á, vẫn chưa bao giờ khui. Còn vấn đề mà em nhớ em cho là mua theo kiểu là gọi là mua giúp. Chị cũng hay vậy lắm. Chị mua giúp, nhìn người ta và mua, có thể mình không sử dụng đến. Bạn bè các thứ bán là mình mua mình ủng hộ. Nhiều khi mua bên đây để cho bên khác. Dạ đúng rồi, chính xác. Mua nhưng không sử dụng. Không, anh kia nọ là ship qua. Chỉ cần có người thân bán là mình sẽ mua ủng hộ. Rồi bây giờ tới Khánh. Nói là tật xấu thì cũng có đó anh. Đó là chồng em rất là lười ăn. Mọi người có thể là chồng em hơi gầy không ạ? Gầy quá đúng không? Đến mức mà hôm qua đặt bộ đồ mà nó bảo là lấy size nhỏ nhất mà hôm nay mặc vẫn rộng đó. Trong em thì em đều là những người nghiền công việc. Thì khi tụi em làm việc thì tụi em sẽ là vào guồng việc rồi. Còn nghĩa là tụi em ôm laptop hoặc là ôm máy tính để làm, điện thoại để làm hoặc là đang làm gì đó. Thì trong em có thể sẵn sàng từ sáng đến tối không ăn gì hết và buổi tối về mới ăn. Cái việc mà không ăn như vậy, không ăn như vậy thì khiến bạn bị đau dạ dày và em nó thường xuyên đưa bạn đi khám luôn. Thì bạn đau dạ dày, bạn bị bệnh rồi còn thêm cái mang hụt thuốc nữa chứ. Vợ thì đã bị viêm xoang rồi, không thích mùi thuốc lá rồi. Cũng cố tình là đi hụt cạnh mặt vợ, không bao giờ hụt được mặt vợ. Nhưng mà em là người rất là nhạy cảm, em chỉ cần ngửi một cái thôi, biết rồi vừa mới hụt thuốc đấy. Là em cáu kỉnh, em khó chịu lắm. Vậy là hút thuốc nhưng mà là một ngày hút khoảng một hai điếu thôi à. Nhưng mà em cũng em thích. Em trong từ cái công việc của em stress thì lúc đó em rồi hút. Còn thêm tật xấu nào nữa nhỉ? Còn tật xấu nào nữa không?
À, đó là chiêu vờ quá. Có những thứ mà em biết là cũng hay lắm. Kiểu là em biết là nó sai đó. Giống như em lười quá hay là em không làm cái này cái kia. Hoặc là em chỉ cũng bảo, em thích đâu anh. Thì ngay lập tức là chồng em sẽ vô điều kiện làm hết tất cả mọi thứ cho em. Giờ chắc có lẽ là em đâu có mong muốn giờ mình thay đổi gì đâu hả Kiến? Dạ, dạ có chứ. Anh vẫn muốn em là quan tâm đến việc nhà nhiều hơn. Giống như chẳng hạn là chăm sóc con. Chăm sóc con thì ok rồi, em luôn luôn chăm sóc rất là tốt. Nhưng mà ý nói là ở đây là chăm sóc là kiểu là quan tâm rồi là phụ anh khi nào cũng bắt em nhiều hơn là ở đi tắm con hay là như thế nào cũng là em nhiều hơn đó, muốn chia sẻ đó, chia sẻ việc nhà đúng không? Đúng rồi, nó thẳng chia sẻ việc nhà, chia sẻ chăm con. Rồi bây giờ em mong muốn chồng mình thay đổi điều gì? Em thì chỉ mong muốn là chồng em giữ gìn sức khỏe hơn thôi, còn tất cả mọi thứ thì đều ổn hết. Anh có một lời yêu cầu nhỏ, hồi nãy Khánh có nói là chưa cầu hôn. Không, tỏ tình chưa cầu hôn thì có rồi, nhưng mà tỏ tình là chưa bao giờ luôn. Thì bây giờ nhân hôm nay, trước khi kết thúc chương trình, em có muốn nói một điều gì đó với Khánh hay không? Như là một lời tỏ tình. Bây giờ thì hai đứa mình cũng là vợ chồng rồi. Okay. Nhưng mà nếu mà quay lại trước đấy thì anh nói rằng là anh rất là yêu em và anh rất là cảm ơn em khi em đã đồng đến với anh. Và cùng anh mình sẽ đi đến thì tiếp theo của hành trình gia đình. Thì đến bây giờ em chỉ có một câu mà em muốn nói với anh bao nhiêu lâu nay mà em vẫn luôn nói, đó là em thực sự là biết ơn anh đã yêu em, chăm sóc em, quan tâm em và ở bên cạnh em suốt 14 năm vừa qua. Hay quá. Quá. Kết thúc quá đẹp luôn. Cảm ơn em. Xin chào cô Hồng Vân, là anh Quốc Thận. Xin chào toàn thể khán giả đang xem đài. Con tên là Nguyễn Thanh Trung, năm nay 36 tuổi, đang làm cơ quan của nhà nước. Trung đang ở quận mấy? Dạ, Phú Nhuận. Rồi, thôi mời. Con chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thận và các khán giả xem đài. Con tên là Nguyễn Thị Kim Đính, 34 tuổi. Con làm giáo viên mầm non. Hai đứa gặp nhau trong một cái trường hợp nào? Thời điểm đó là đang là mùa hè xanh. Mới mời, tức là kêu chị hai đi cho vui. Nói chung đi là đi cho vui thôi, đi biết, đi đoàn thôi. Thì tình cờ là gặp. Tượng đầu tiên của con khi con nhìn thấy bạn này thấy ấn tượng gì? Con có thích liền, có kết liền không hay là không sao? Con thời điểm đó là nhìn tưởng thiếu nhi con. Tại nhỏ quá hả? Dạ, tại nhỏ con nhỏ quá. Bây giờ là mập hết chứ. Thời điểm đó con ốm. Mà lúc như đó em thiếu nhi á, nghĩ thiếu nhi. Dạ mới có 20 tuổi à. 20 tuổi ổng hơn người ta có 2 tuổi. Mà ổng nhìn nam nữ ta thiếu mà ổng làm như là ổng lớn lắm. Không vậy phải đó. Tại vì ổng dậy thì dữ lắm, ổng dậy thì sớm. Rồi con gặp ảnh có ấn tượng gì không? Con lúc đó con thấy hả thì kêu tên qua lại vậy thôi. Rồi xong rồi thấy ảnh nói chung là bình thường à. Chưa cái ngày đó là chưa có ấn tượng. Chưa ấn tượng gì hết. Dạ. Nói chung là hai bạn này thì ấn tượng bạn này là giống thiếu nhi. Thấy không? Lại đây chú dẫn đi chơi đúng không? Còn đây thì không có một ấn tượng gì hết. Hồi vậy sao quen nhau? Tại vì lúc đó là cái ngày đó là đi sinh hoạt đoàn thiếu nhi mà cái ngày đó ảnh á thì ảnh nói là ngày mai thứ bảy chủ nhật anh bận rồi thôi em dẫn mấy đứa nhỏ sóc mấy đứa nhỏ để cho tham gia chơi lễ hội mùa hè xanh. Thì con thì cũng nghĩ là lúc đó là thì thôi thì mình cũng lúc đó cũng vô mùa hè xanh mình thấy cũng thích rồi thôi cạ dẫn mấy đứa nhỏ quan tâm lo mấy đứa đó cũng chơi hòa đồng vậy rồi. Anh lên thì lúc đó anh mới nói là anh mới coi thử thôi sao thì lên tự nhiên anh vuốt tóc con. Anh ngồi sao anh vuốt tóc thì lúc đó con mới có ấn tượng. Tự nhiên tim đập thình thịch nó giống như là người nó nắp trai vuốt tóc luôn. Dạ đúng. Tức là ngộ ha, con người ta cái tình yêu nó ập đến một cách lạ lùng lắm. Không có cái gì hết trơn, vuốt cái pẹt cái là điện đó con, dạ. Điện đó. Mà lúc đó em có cảm thấy có điện nó có. Xuyên mọi người thì có xuyên mà... cái dòng mà chị nói em nghe cái tóc á, cái điện nó truyền qua tóc dễ sợ lắm. Thành ra là khi mà cái bàn tay nó nóng lên á mà vuốt cái tóc này á là cái đương sự đó là sẽ bị tóc nó giật ngược, cái điện của tóc giật ngược trở lại người nó rừng nóng lên là lý do đó thiệt. Sao em không cảm nhận được đó là em không có tóc lấy gì mà cảm nhận. Rồi sau đó thì đến bao lâu thì coi như là
hai bạn mới có nghĩa là có một cái đi chơi riêng, đi chơi riêng, rồi đi gia đình phê, đi coi phim rồi này kia, rồi có ra mắt gia đình không, mà gia đình hai bên có chịu không? Dạ, lúc đầu thì có, nói chung là cũng có đi chơi, rồi tại là chủ yếu là hoạt động đoàn. Sau bữa đó đó rồi có rủ người ta đi uống cà phê rồi đi coi phim đó, không? Có không? Nói chung là sau đó là đi làm công tác, sau đó mới rủ về nhà. Thì rủ về nhà chơi, thì thời điểm đó là lúc đó có bố, có mẹ, rồi có em trai ở nhà nữa. Rồi sau đó tự nhiên hỏi cái bố mẹ đi công việc hết rồi. Rồi em cũng đi luôn, thì nhà chung là cũng có hai vợ chồng ở nhà thôi. Thì điểm đó là nụ hôn đầu tiên đó. Rồi lúc đó hôn là hôn ngồi không? Hay đứng? Lại đứng là... Đứng đâu, đứng đâu? Bị khòm xuống. Chết. Đúng không? Rồi sao nè, rồi sau đó thì nè, nói chung là bên gia đình có biết, bên gia đình của em á, biết được cái tình cảm của hai đứa thì có ủng hộ không? Này cũng đi qua lại vậy á, nhưng mà xong thì tới cái mùa trung thu, nhớ nhất là gia đình bên nhà ảnh á, đem qua giống như là rượu để hỏi trước thôi, để giống như hai đứa quen nhau để cho biết hai bên gia đình. Nhưng mà thực chất bên gia đình con không có chịu. Tại sao vậy? Nói là con còn nhỏ quá. Rồi với lại nói riêng con là nhà nó có khá không mà nó quen. Rồi phải quen người nào phải có vật chất sau này mới sung sướng. Con cũng làm liều luôn. Quen cũng quen đại luôn. Cái xong rồi cũng một thời gian vậy. Con cũng bỏ đi. Bỏ nhà luôn. Lúc đó là đi, tức là hai đứa là đúng rồi đó, đi đâu? Rồi ba mẹ có đi kiếm không hay như thế nào? Ở chung cũng đi kiếm hay gì á. Em đi, nhưng đâu? Mà em hai... bỏ nhà em đi đâu? Kiếm ngay giống như là cái nhà trọ hai đứa ở. Anh cũng vẫn đi làm bình thường. Xong tới giờ về với con vậy. Mà đi con đi có 3 ngày con về. Tại sao về? Thì cái xong lúc đó tự nhiên em thấy ảnh nói thôi đem về đi, có gì thuyết phục gia đình chứ mình vậy là không có được. Nhưng mà lúc mà con bỏ đi vậy đó rồi ba mẹ có đi kiếm con không? Có đi kiếm, con cũng biết đi kiếm, rồi xong thấy đi về. Có báo công an được không? Có luôn, đủ. Con bỏ nhà đi mấy lần? Con hả, đi tới 2 lần. Lần thứ hai là cách lần thứ nhất bao lâu? Cũng mấy tháng. Về là lúc đó là cho con ở nhà luôn. Không cho con. Cái lúc mà vợ bỏ nhà đi, lúc đó bạn gái bỏ nhà đi, bạn còn rất là nhỏ. Và đã vậy bên gia đình, bên bạn này lại không thích em nữa. Tại vì lúc đó có sợ. Nói chung là bản thân thì cũng có hơi sợ một chút. Sợ điều gì? Nói chung là sợ là ví dụ như người sau này làm khổ em đó như thế nào. Nhưng mà thì nhìn chung thì mình cũng suy nghĩ là thời điểm đó là cũng đã đi làm rồi. Thì công việc rất là ổn định, tại làm ở cơ quan nhà nước mà con, công việc rất ổn định. Thì tháng 5 hai đứa con mới làm đăng ký kết hôn luôn. Tự dẫn nhau đăng ký kết hôn luôn. Dạ. Không sợ gì hết. Dạ. Rồi sau đó sao? Về mẹ của em biết không? Dạ biết. Tại vì mẹ nói là giờ hai đứa cứ ra làm đăng ký kết hôn. Là mẹ chồng coi như là ủng hộ. Dạ, bố mẹ chồng thương lắm. Bố mẹ chồng thương vợ. Rồi sau đó mẹ chồng mới khuyên, có qua nói chuyện với... Có, mới khuyên nó thôi con về con nói chuyện với gia đình con đi. Chứ nếu mà giờ không nói là không được. Đời mình con gái mà có một lần thì bố mẹ mới khuyên vậy. Rồi con có về không? Dạ có. Rồi về rồi phản ứng bố mẹ hay sao? Thì mẹ bà buồn, bà khóc mà. Xong cuối cùng là bên gia đình chồng có qua nói chuyện với bên gia đình bên đây không? Dạ, dạ có. Rồi cuối cùng là sao? Cuối cùng là rồi. Nói chung là cha mẹ của vợ thời điểm đó cũng... Có đồng ý chưa hay là... Đã đồng ý rồi, là lúc thời điểm đã đồng ý. Thì lúc đó mới mời cha mẹ qua để mà xin cưới luôn. Ừ. Cưới xong rồi có một cái biến cố gì nữa không? À, cưới xong á, thì sinh ra lúc đó thời điểm là... Vợ sinh đứa đầu tiên á, là lúc đó 1 tuổi rưỡi, thì biến cố lớn là thời điểm đó là em đang bị bệnh. Ai? Con. Dạ. Em con bị bệnh gì? Dạ, bao tử. Ồ. Bị dạ dày.
Rồi sao? Dạ nặng. Thời điểm đó là bác sĩ là chỉ định mổ. Nhưng mà sau đó bác sĩ chụp hình như thế nào không biết, nó là phổi có vấn đề, nó mới kêu là thôi điều trị phổi trước, rồi sau đó mới điều trị cái này lại. Rồi sao đi vô trong bệnh viện thì là bác sĩ vô trong là giải phẫu liền đúng không? Dạ không, trời 8 giờ mà vô, mà tới 12 giờ, 1 giờ mới cho vô phòng mổ. Mà bác sĩ nó nói là bây giờ nếu mà mổ 50 với 50. Rồi coi như là ở người nhà chuẩn bị tinh thần đi. Trời đất ơi, trời ơi, mà lúc đó con mới có 1 tuổi rưỡi sao đúng không? Dạ đúng rồi, con mới có 25 tuổi. Trời ơi. Rồi sao con? Rồi sao nữa? 1 giờ mới vô phòng mổ. Dạ. Rồi cuối cùng có mổ không? Dạ, có. Có chứ, mà giải phẫu chứ. Dạ. Tại vì để mà làm lại hết cái bao tử của mình luôn. Cái dịch nó tràn ra hết luôn rồi trong cơ thể mình. Dịch nó ra ổ bụng hết rồi. Lúc đó là em đi theo chồng. Dạ đúng rồi. Rồi em cái giấy mà em sợ. 50. Rồi xong rồi con hả, giống như là phải cầu nguyện. Coi như trong chờ vào, giống như nghĩ là phép màu. Tại vì lúc đó bác sĩ nói là gia đình chuẩn bị tinh thần đi. Đó, nghe cái đó khủng khiếp lắm. Có nghĩa là 50-50 đó đúng không? Rồi. Lúc mà vợ vô, lúc mà con mổ, bao lâu thì con tỉnh? Khoảng 5 giờ sáng là mình đã tỉnh rồi con. Nhưng mà cái lúc mà vợ vô là có cảm nhận được không? Thì có, là biết hết. Chắc vợ khóc nhiều lắm đúng không? Nhưng mà lúc đó là chắc con nghĩ trong đầu con là bằng mọi cách là con phải vượt qua khỏi cái căn bệnh này, bởi vì vợ còn trẻ mà con thì còn quá nhỏ đúng không? Bây giờ sức khỏe con sao rồi? Giờ sức khỏe hết. Bây giờ ổn. Ổn hết. Bác sĩ nói sao? Giờ ổn, không có vấn đề. Vậy là bây giờ hai đứa có mấy đứa con rồi? Dạ hai đứa. Vậy là cái đứa đầu là 1 tuổi rưỡi là ổng dính cái biến cố đúng không? Dạ. Rồi ổng dính về xong một cái là có đứa thứ nhì luôn. Tại vì trong 3 năm đó đó, trong 3 cái năm mà ổng bình phục lại đó là ổng vẫn hoạt động bình thường cái vụ kia, đúng không? Tại vì con nói là thôi anh bệnh chắc anh điếu, không sao đâu, không sao. Cứ kia. Một lần một mà con. Một phát ăn ngay là có đứa nhỏ thứ nhì liền. Đứa nhì. Trời ơi, kế hoạch của hai vợ chồng. Súng đạn nó bể cái hoạch luôn đó. Chị ơi, nó bể cái ruột thôi. Chứ cái vụ kia nó không có bể. Tử đâu liên quan gì tới cái kia đâu. Hai con thù khác nhau mà đúng không? Trời ơi, vậy là có em bé liền. Dạ. Ôi, vui không? Rồi đứa sau là suôn sẻ hết hả? Có vấn đề gì nữa không? Dạ suôn sẻ. Không có vấn đề gì. Rồi bên này gặp biến cố là bị cái ruột. Dạ. Còn em thì có bị cái biến cố gì nó xảy ra không? Sau này thì bé nhỏ nó được 4 tháng mấy thì con đi làm. Cái xong rồi nó tự nhiên là lúc đó 4 tháng mấy làm là qua Tết á. Tự nhiên tay chân con cầm gì nó cũng rớt hết. Coi như là rồi nó không cảm giác nữa. Kỳ vậy? Dạ. Ủa, sao? Sao vậy? Cái tê tay này kia cứng luôn. Rồi con phải nghĩ làm. Có dấu hiệu bị tai biến không? Không, nó bị giống như là chạy xe không được, nó tê mấy cái đầu ngón tay. Rồi làm là sao? Cái tay trái hả? Dạ. Bác sĩ nói con bị gì? Bị chèn dây hằng kinh. Trời rồi hả? Nó bị cái cục xương nó muốn lòi luôn. Vậy là có phải đi mổ hay chữa trị gì không? Có, con tiểu phẫu. Là phải đi mổ. Phẫu rồi con nghỉ ở nhà cũng một thời gian, cũng 3-4 tháng cái mới đi làm lại. Nhưng mà trong những lúc khó khăn như vậy, hai đứa có bị bế tắc rồi rồi cảm thấy khó chịu rồi có cãi vã nhau không? Nhiều lúc thì cũng có, nhưng mà nói thôi thà không sao đâu, từ mà cũng nói ảnh vậy á. Rồi bây giờ cuộc sống là có tốt hơn nhiều không? Dạ, có đỡ hơn chút ạ. Đã nó qua cơn bị cực rồi mà. Bây giờ muốn hỏi thêm cái nữa để vui trong bụng. Về kinh tế có ổn hơn được không? Dạ, giờ thì cũng đã ổn. Tại vì hai vợ chồng vừa đi làm mà con thì buôn bán thêm đồ nữa vậy. Tại vì thời điểm đó cũng nhờ nhỏ bạn á, mua đồ trên mạng bình thường thôi. Cái xong rồi thấy vậy á, ta thấy mình khó khăn quá, tự nhiên tới thương bạn bè kiểu như mua đồ qua lại giùm á,
cũng tình cờ biết mua vậy thôi, cái xong rồi người ta giúp đỡ mình. Là bây giờ con bán hàng online luôn hả hay sao? Dạ vừa bán hàng online rồi xong à, rồi làm. Vừa đi dạy ha. Dạ. Giờ cũng phải qua cái kia. Vô vụ kia chị. Đáng lý là thiệt cái cặp này cưng quá, không có muốn hỏi cái kia cưng đó quá. Nhưng mà cái format của chương trình là vẫn phải là sau khi về ở với nhau rồi á thì có những cái tật xấu gì của đối phương nó mới lồi ra mà hồi lúc yêu nhau mình không có thấy. Đó, đó. Có không? Phải có tật xấu rồi. Nói chung mà vợ cũng có tật xấu, phải có chứ. Đâu tật gì mà con thấy là con chưa có ưng bụng lắm đâu, tật gì đâu, nói cô nghe coi. Bừa bộn quá. Bừa bộn. Nhiều khi tại cái tay nó yếu. Không phải tay yếu, yếu này con này là cứ đồ về là dục rồi đó. Rồi ai dọn? Dạ, chồng dọn giùm. Chồng dọn không? Phải chồng bực mình phải không? Bởi chồng lên án liền đó thấy không? Bừa bộn. Nhưng mà mỗi lần bừa bộn gì, mỗi lần dọn gì có càm ràm bá không? Không, ít. Có vừa làm vừa nói không? Cũng ít rồi. Không đáng về làm mệt, về làm mệt rồi mà làm nữa đâu, mình cũng làm cho xong rồi. Ừ. Ngồi ở nhà chăm cũng không còn sức để nói nữa thì mệt quá rồi, không còn sức để nói nữa. Ngồi ở nhà hai đứa, hai cô con gái là ai là chăm nhiều nhất? Chung em chăm nhiều nhất. Đâu còn tật xấu gì nữa không con? Ngoài hay quên lắm cô. Hay quên hả? Thầy nó mổ tay nó hay quên. Ngoài lại sanh hai đứa nữa cơ, bỏ luôn. Có cặp vợ chồng gì ông chồng đó hay quên mà hay chứng tỏ mình nhớ dai á. Hay quên. Là nhớ đúng. Hay quên mà thích chứng tỏ mình là người nhớ đúng. Nhớ đúng. Ừ đó vậy đó. Bà có gì không? Hay quên mà cứ không quên là quên luôn á. Nhiều rồi. Dù đang làm cái gì, vấn đề đang làm cái gì xíu cái quên, cái bắt đầu đi qua làm việc khác. Là cái đó là còn để lại. Mất tập trung á. À con đang làm cái xong mà ảnh cứ kêu em làm này cho anh, còn không làm cho ảnh cái anh buồn. Thấy vậy thì thôi, cài làm cho ảnh. Là chứ con quên cái con đang làm đúng không? Ừ. Đó. Thấy vợ vui tính quá. Vui tính là trẻ con quá. Rồi còn gì nữa không con? Nói chung mà hết rồi luôn. Có hay nhẹ dạ cả tin không? Nói chung cũng tính cũng thật thà. Đúng rồi. Thật thà. Cô nói chuyện cô thấy thấy bé này thật thà quá. Nó dễ bị gạt lắm nè. Có không? Bữa nào có, mà... thật thà thiệt. Cô mà thật đến thà mà khóc mà lắm, thà cô nói thật thà mà nó được thà quá luôn rồi đó. Cô khổ là sao? Quá là cho. Ý là ai mà nói gì là tin à. Dễ tin người. Như là có bị ăn hiếp không? Có. Dễ bị ăn hiếp. Đúng không? Thì... Hồi đó giờ, bây giờ em nói thiệt đi, hồi đó giờ đi chơi với bạn có bị bạn có như ăn hiếp bạn chơi từ trên không? Có, nhiều lúc cũng có. À, những lúc vậy thì sao? Ở vậy nhiều khi con ít, em ít bạn lắm. Thì mỗi người mỗi tánh, bây giờ làm sao bây giờ? Bé nãy giờ nó muốn giữ chắc cũng giữ được à. Đúng không? Con thế nào cũng giữ được á, thôi kệ, nhiều khi là những cái gì mà con bị thiệt thòi á đối với bạn bè xung quanh á thì sau này á là con của con nó sẽ không bị như vậy. Dạ đúng rồi. Nó sẽ được hưởng cái hai đứa nhỏ nó làm sao? Trời ơi, hai đứa nhỏ nó là bạn bè hả? Đứa nào cũng bu quanh nó thối ngày mà kêu bạn mua trà sữa uống là cứ có là uống. Tối ngày đem ly trà sữa về luôn. 11. Đứa nhỏ nhiêu? Dạ năm nay 8. Thôi cũng lớn rồi, dạ. Lớn mạnh rồi. Rồi bây giờ có mong muốn vợ thay đổi như gì không? Chung là vợ thay đổi là cái thứ nhất là mình đừng có bừa bộn. Thứ hai là ví dụ mình quên nhưng mà mình phải có sổ ghi nhớ mình làm cái gì để mình nhớ. Rồi nó ghi xong rồi nó không nhớ cuốn sổ nó để đâu thì làm sao? Để cho chồng giữ luôn. Đó là quá luôn. Đó là hết thuốc rồi. Nó để cho chồng giữ luôn. Tại vì á có những người đó giống như sinh á, con sinh thường hay sinh mổ? Dạ con sinh mổ hai đứa đó. Hai đứa. Nó quên là đúng rồi. Không nhớ đâu. Bữa đó cái cô vợ mà cái anh chồng kia nói á là có luôn, có nghĩa là cổ hay quên nhưng mà trong đầu cổ lại mặc định là cổ nhớ đúng. Nhớ đúng. Cái đó ác lắm luôn. Mà cái đó là bị luôn, không thể nào chữa được. Trời, cái đó là mâu thuẫn hoài luôn á, drama hoài luôn á. Giống như là nói chứ anh em lấy giùm anh cái này nghe, ly nước một ly nước đi, cổ chưa hề lấy ly nước ra bàn
nhưng trong đầu cổ là cổ đã lấy rồi. Cãi cho bằng được là em lấy rồi, mà chồng nó chưa hề có nữa. Em lấy rồi vậy đó. Ê, dạ, nhiều lúc luôn nhớ mình đúng con sợ hay quên gì á, nhiều lúc con cãi báo thức biết. Tới giờ là giống như ảnh uống thuốc hay gì á, hay hỗ trợ thêm bao tử gì á, là con phải cài báo thức. Ừ, cài báo thức đi con, chứ nó ghi sổ là nó không nhớ sổ để đâu đâu. Nhiều lúc cài báo thức cũng hay bực mình lắm con, tại vì cứ 5 phút báo một lần, 5 phút báo một lần, đang cái dòng mà đang ngủ mà 5 phút báo một lần, 5 phút không là khỏi ngủ. Quá trời chuyện cần nhớ, thành ra là cứ 5 phút nó báo, không chết luôn á thiệt. Mà nhỏ ngủ không đủ giấc á, mà cứ báo thức hoài. Thì con ghi vô trong cái điện thoại, con để chế độ rung đi con, dạ. Không được, không có sao á. Điện thoại lúc nào mình cầm trên tay á, dạ. Chế độ rung cứ 5 phút nó nhắc con lần. Nó rung là đen, làm cái gì. Ôi, chứ có điện thoại gì nhiều lúc quặn luôn. Thấy chưa, không có điện thoại đâu nữa. Con nó nặng quá rồi. Thì làm sao? Cũng có đó con, cũng có đợt đó đi Đà Lạt, cũng bị mất cái điện thoại rồi đó con. Mà bảo quên đúng không? Dạ. Nó để trên bàn xong rồi gia đình chạy xe thôi, cái hồi mới nói anh ơi điện thoại em đâu. Ồ điện thoại em bỏ trong túi đâu, kiếm cuối cùng có, quay lại gần 1.5 tiếng. Vị trí đó đi 1.5 tiếng mà nó chạy 1.5 tiếng không chạy hoành lại đó, là con bỏ hai cái điện thoại của hai đứa nhỏ vô, cái tự nhiên bỏ điện thoại mình ở trên bàn. Rồi giờ lát hồi mới chạy nha. Giờ tới em đó, ổng có bao nhiêu tật xấu khui đi. Ảnh nè, chỉ nóng tính nè. Nóng tính. Cái gì cũng được á. Nóng tính là thể hiện như thế nào? À, nhiều lúc, nhiều khi làm mà gì mệt á, nhiều khi bực bội hay cáu hay thôi. Có la em không? Thì ảnh cũng có quát la vậy thôi xong à. Để lại em nghĩ, thôi cài nóng tính la vậy xong lát rồi mình xin lỗi ảnh hay này kia, mình nói nhỏ nhẹ cái ảnh xìu với vậy. Cho nên ảnh la là tại vì con hay quên đó. Dạ đúng rồi. Con cũng biết. Con, dạ. Con bừa bộn đó. Hả? Đó cô nghĩ là chỉ có hai cái đó làm cho ảnh bực bội la lên thôi. Mỗi đúng lần cái chuyện đó coi như con lỡ tay. Dạ. Em lỡ tay rồi ảnh la lên vậy có bao giờ bị quýnh không? Bị quýnh quán. Có lúc nói sao không biết làm gì. Bị quýnh quán. Đúng rồi, bị mất phương hướng á con. Thực sự nhiều khi đó không phải làm vợ con cố ý đâu. Mà là tức là đó giống như là xanh nhiều ha, rồi bản thân vợ con là cái người quá hiền lành đó, quá hiền lành, với lại cái thần kinh cũng không có vững bằng người khác, tại vì quá hiền, quá kiểu mà thật thà, không có đúng kiểu như ờ đó. Đó có những người như vậy đó con, họ lành tính quá đi, thành ra là bây giờ theo cô á là con chỉ nên nóng khi vợ con bừa bộn thôi, còn nếu mà vợ con bị quên á thì con đừng có nóng, là tại vì cái đó không phải là cố tình mà là do là bây giờ nó quên là nó quên thôi, chứ không thể nào mà mình phải cải thiện từ từ, cho nên lúc mà mình nóng lên á là càng quên nữa. Đúng càng đứng quýnh lên mất định hướng, là không biết là mình phải nên như thế nào, mình làm như thế nào thì như vậy cũng tội nghiệp. Thành ra con chỉ nên nóng khi mà vợ con bừa bộn thôi, để cho vợ con sửa cái đó thôi. Mà anh nghĩ cũng nên hạn chế cái việc nóng tính mình với người vợ này. Anh nói thí dụ nha, cổ đang làm một cái việc gì đó, cô đang cầm một cái vật nhọn hay gì, một hay một cái vũ khí gì đó, không, cái này là có thiệt nha, có nghĩa là vô tình thôi, em có nghĩa trong một cái hoàn cảnh nào đó em không kiềm chế được, em la lên một cái cổ có bất ngờ quýnh quán, thì những cái vật mà cổ cầm trên tay nó có khả năng gây sát thương cho cổ và cho cả những người xung quanh luôn. Thì cái đó rất nguy hiểm. Không, thực ra tại vì bị giật mình thôi chứ không phải chị có chị mình. Với tình trạng của bạn này thì nói chung là mình nghĩ cái chuyện mà lính qua lính quýnh khi mà bị có một cái tác động từ ở bên ngoài thì chắc chắn nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng là lính qua lính quýnh không biết làm một cái gì cả đó. Thì đó ví dụ như rơi chẳng rơi, hạn như rớt. mình đang cầm cái mình rơi cái rớt vô chân mình đau ví dụ vậy, hoặc là con đang sắc đồ chẳng hạn đúng rồi vậy. Cái hết đứt tay đó, cái bị đứt tay đó. Đó tội nghiệp em, hiểu không em? Phải đồng thật sự ta được cái là nhà ít cầm dao lắm, không cho cầm dao. Không phải, thí dụ vậy là bếp, là tại bếp là em nấu hết. Thì biết đâu được bữa nào bà hứng lên á, cái bà hương ấy lên cái bà. Hoặc là nhiều khi á bà giá đồ thôi, không sợ cái kim bếp. Cái kim bên đó giá đồ. Sao vô tay. Ôi trời ơi anh ơi dính rồi. Cái kim chọt vô tay xong. Thiệt. Thấy không? Tại người bị mất bình tĩnh á.
Thật ra vợ em là một người rất là nhẹ nhàng, rất là mỏng manh yếu đuối. Đó, thành ra mình là cái tùng cây bách, một người cao 1m8 với một cô gái cao 1m5 thì mình phải luôn luôn phải che chở cho bạn đúng ấy rồi. Nên nâng niu bạn ấy hơn. Cô thấy bây giờ ba cha con của con á phải là cái người mà gọi là một cái hàng rào để bảo bọc, đúng rồi, và che chở cho vợ và mẹ. Không, cái đó cô nói thiệt, tại bạn này rất là yếu đuối, rất là mong manh, và cái thần kinh của bạn không có vững như những người khác đâu. Đúng rồi. Bạn hay bị giật mình thẳng thốt đó. Hứa đi. Cũng qua hành trình này cũng mong là sẽ cố gắng khắc phục cái tính nóng của mình. Cố gắng thương vợ nhiều hơn. Vợ xúc động lắm á, nãy giờ là vợ rất xúc động luôn á. Khóc mấy lần rồi đó. Đó. Với lại là qua những cái biến cố, những cái biến cố mà nó có thể dẫn đến cái chuyện gọi là chia ly sinh tử luôn á, nó đã đến rồi đó chứ phải không đâu. 50-50. Và em có biết em nằm ở trong phòng kia, nhưng mà bên ngoài vợ của em đã phải khóc biết bao nhiêu, phải đau lòng nữa, sợ dữ lắm. Cho nên khi đã trải qua rồi, mình phải càng giữ và phải càng yêu thương cái người phụ nữ. Đúng rồi em. Với lại là con giữ cái mạng sống cho mình là bởi vì con nghĩ tới vợ, tới con của con đó. Đó là cái điểm mấu chốt để mà con bảo toàn được cái sức khỏe và cái mạng sống của con trong cái lúc sanh tử, còn gì nữa. Đúng.